đúng. Vậy em mới chị mua cá trên mạng một nghe. Chị mua cá trên mạng một nghe quá. Chân len luôn rồi. Chào mọi người. Hết rồi mọi người ơi. Mệt quá. Clip này là em mang tính chất giải trí nha cả nhà. Rồi clip lúc đây nha. Cảm ơn cả nhà xếp ở đây không hết. Bye bye. Chào cả nhà. Tăng 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 tăng. Lần sau còn đưa nữa.